Nhiều đầu tiên xin giới thiệu các bạn máy phun hình dầu hình tròn, có kèm chức năng remote. Máy này hoạt động tương tự như những máy tròn bình thường, đó là có bốn chức năng: phun vừa phun vừa nghỉ, phun liên tục, hẹn giờ 2 giờ và 4 giờ. Dĩ nhiên là máy luôn luôn kèm với chế độ là khi hết nước sẽ là tự ngắt. Máy có dung tích 300 ml nước, thích hợp phun ở những cái phòng tầm diện tích khoảng 25 m². Sau đây mình sẽ test cho các bạn thấy. Trong khay chứa mình đã đổ sẵn một ít nước để mà test máy, để nắp khay chứa. Đối với cách sử dụng remote, các bạn lưu ý khoảng cách điều chỉnh remote trong vòng bán kính là 3 m. Các bạn trong bán kính này các bạn có thể thoải mái điều chỉnh cái remote này. Remote sử dụng pin đồng hồ, các bạn sử dụng đồng hồ. Chúng ta khởi động máy bằng nút on off. Tiếp theo nút Enter này là nút dạng vừa phun vừa nghỉ, tức là phun một phun 30 giây, nghỉ 10 giây. Nút Con này là nút phun liên tục cho đi hết nước thì tự ngắt. Nút Timer này là hai chế độ hẹn giờ, đó là 2 giờ và 4 giờ. Đặc biệt nếu mà có cái remote này, các bạn có thể kích hoạt khả năng sử dụng chức năng phun mạnh ha. Ví dụ như mình chỉ cần kích hoạt bích này, các bạn thấy cái độ phun mạnh. Mình kích hoạt chế độ phun mạnh, lượng nước tỏa ra rất là nhiều với lực mạnh, khuếch tán tinh dầu đi rất là xa. Và cũng nút like là nút đèn, đèn 7 màu hoặc tự chỉnh màu đèn tùy mình chọn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.